Xin kính chào thẻ bà con cô bác đã quay trở lại kênh của bán của ô tô cụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Và đến hiện lại nên tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay thì em lại đi báo giá cho bà con cô bác xem những cái dòng xe, những mẫu mã mà đang có mặt ở cửa hàng bên em. Những mẫu xe 5 chỗ bản hatchback này, bản sedan. Những mẫu xe 7 chỗ máy xăng, máy dầu. Bà con cô bác quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cụ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con cô bác xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi báo giá lần lượt để bà con cô bác xem cũng là mình tham khảo ạ. Chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe cũng mới về cửa hàng bên em, Daewoo Lachetti bản CDX 2010. Một chiếc xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn Quốc. Với dòng xe này có trang bị cửa sổ trời, điều hòa tự động này. Và cũng như là trang bị cả đề lộ rồi. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15K02606. Đặc biệt con này về phần hệ thống đèn sương mù đã trang bị đèn bi xenon siêu sáng rồi. Xi nhan thích hợp bảo rẽ bên sườn. Với tầm tiền hơn 200 triệu bà con mình muốn mua được một chiếc xe sổ tự động. Form dáng đẹp, nhập khẩu. Vì chiếc xe Daewoo Lachetti bản CDX này nó khá là hợp lý đấy ạ. Có màn hình cong lùi đầy đủ nhé. Giá bán của con này là 238 triệu đồng thôi, là bao gồm phí hồ sơ này cũng như là hỗ trợ vận chuyển cho toàn thể bà con cô bác ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 với động cơ máy 1.2 bản sedan. Một chiếc xe i10 bản thiếu, con này nó sẽ không có túi khí ABS, trang bị na đăng sắt nguyên bản theo xe và giá bán là 242 triệu thôi. Mới ra tên biển Hải Phòng, ấy 15K00955. Chiếc xe phân khúc hạng xe Hyundai Avante 2014 ạ. Con này ngày trước là có chạy qua dịch vụ và hiện tại đã ra tên tư nhân rồi. Biển Hải Phòng 15A99291. Đặc biệt là dịch vụ và không đổi màu. 275 triệu đồng trên chiếc xe phân khúc hạng xe ạ. Chiếc xe Ford Fiesta 2011 tự động và động cơ của nó 1.6, tư nhân biển Hải Phòng 15A03558. Với dòng xe Ford Fiesta này thì cái phần thân vỏ là khá là cứng cáp nên là xe chạy nó đầm, nó không ồn như là dòng xe cái tôn vỏ của nó mỏng manh nhé. Đấy, 258 triệu đồng thì chiếc xe Ford Fiesta 2011. Hiện tại thì Ford Fiesta em đang còn một con 2013 bản hatchback ạ. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 với động cơ máy 1.2 số tự động, biển Hà Nội 30F29824. Với chiếc xe i10 này thì 2017 nó đã lên form mới, con này là 2018 rồi. Có trang bị đèn gầm, na đăng đúc, hệ thống xi nhan trên gương, cũng như là có vô lăng thích hợp, cảm biến mở cửa, đề lộ này, màn hình cam mồi và có cả cam hành trình nữa rồi đấy ạ. Giá bán của con này là 375 triệu đồng, i10 2018, động cơ 1.2 tự động. Xe đẹp không lỗi, keo chỉ zin 100%, máy zin từ mặt thằng cò đấy ạ. Và tiếp tục trên là chiếc xe Hyundai Tucson thì anh em chưa có nhu cầu bán. Con này thì là 2022. Đấy, cũng là một chiếc xe lướt 2022 đấy, Hyundai Tucson. Hiện tại thì anh em vẫn đang để đi và chưa có nhu cầu bán nhé. Một mẫu xe lướt đây ạ, đấy. Hyundai Tucson 2022. Bên cạnh là chiếc xe Hyundai Accent 2014 với động cơ máy 1.4 số tự động. Con này số sàn nhé, đấy. Số sàn biển Hà Nội 30G34276. Giá bán ngày trước là 319 triệu đồng và đang giảm giá chỉ còn có 300 triệu đồng thôi. Accent 2014 nhé. Một chiếc xe Hyundai Accent nữa, con này là 2011 tự động phong cũ này, biển 20 là Thái Nguyên, 20A10257 và giá bán là 318 triệu. Chiếc xe i10 2015 với động cơ máy 1.2 số sàn, biển 88 là Vĩnh Phúc, 88A10074. Chiếc này là ngày trước là có chạy qua dịch vụ và đặc biệt là tư nhân, ấy màu trắng xịn. Và thường thường thì những dòng xe dịch vụ thì là 100 con là hết 99 con là cũng đổi màu. Nhưng được cái là con này là một chiếc xe
dịch vụ nhưng mà không đổi màu ạ. Giá bán là 245. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E 2015 ạ. Xe thì dịch vụ tinh công ty. Đấy, giá bán của con này là 325 triệu đồng thôi. Còn có bên cạnh đây thì 2014 bản E này. Xe thì có chạy qua dịch vụ và hiện tại đã ra tên thương nhân biển Bắc Giang 98A49413. Với dòng xe Vios thì 2014 bắt đầu lên form mới rồi. Hai túi khí, 4 phanh đĩa, ghế da thì là ghế da mới rồi. Đấy. Cũng có màn hình cam lùi và có cả cam hành trình 4 lốp mới tinh. Giá bán của con này thì là 325 triệu đồng nhá. Vios E 2014 ạ. Là quay tiếp khách kìa. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Accent 2018 với động cơ máy 1.4 số sàn, form mới, có trang bị giải đèn LED này. Đấy. Cũng như là có cả đèn bi xenon siêu sáng, có cả đề lộ, order mới chạy có 6 bạn thôi. Hiện tại thì chiếc này em đang chào bán là 419 triệu đồng nhé. Accent 2018. Tiếp tục đằng sau là chiếc xe Avel 2017. Tự động 1.4 biển 99 là Bắc Linh này. Cứu 99 là Bắc Linh nhé. Với dòng xe Avel này thì 2017 nó trang bị máy mới rồi, một chủ tư nhân 275. Chiếc xe Hyundai Venue 2008 với động cơ 1.4, giá con này là hơi cao một chút ạ. Tại vì là xe thì gần như là chủ xe là ít có khi nào sử dụng tới. Đấy. Gần như là đắp chiếu thôi, không đi lại nhiều, nên là keo chỉ zin. Máy thì đại chất rồi. Biển vẫn là biển 4 số 30M6298 và giá bán cây là 190 triệu. Chiếc xe Daewoo Yantra X mới về cửa hàng bên em đây ạ. Đấy, một chiếc xe Yantra X nhập khẩu nhất, số tự động, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng 15A16206260. Đấy. Con này thì đời của nó chắc là tầm khoảng 2008 thôi. Đấy. Giá bán thì chắc tầm khoảng là hơn 200 triệu một chút thôi ạ. Biển Hải Phòng nhá. Xe thì cán bộ nhà nước sử dụng cho nên đi khá là giữ gìn. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Lancetti bản CDX 2009. Con này là bản sức Trung Đông, trang bị hẳn 8 túi khí an toàn, có cửa sổ trời. Biển 4 số Hà Nội nhá. Giá bán con này là 242 triệu. Kia K3 2015 với động cơ 2.0 bản full, có cửa sổ trời, điều hòa tự động, ghế điện bên hàng ghế lái, có trang bị giải đèn LED và có cả đèn bi, cảm biến đằng trước và cảm biến đằng sau có đầy đủ rồi đấy ạ. Và giá bán của con này là 445 triệu. Daewoo Lancetti bản Việt 2009 này với động cơ máy 1.6, một cái mẫu xe gia đình sử dụng, biển Bắc Giang, giá bán là 138 triệu thôi. Kia Rio số tự động 2015 với động cơ 1.4, xe nhập khẩu nguyên đàn nguyên kiện tại Hàn, biển Quảng Ninh 14A17547. Giá bán con này thì em đang giảm sập sàn, chỉ còn có 385 triệu thôi. Ngày trước bán là 409 triệu và bây giờ em đang giảm giá còn 385 thôi. Đấy, 385 triệu nhé. Chiếc xe Toyota Vios bản G 2009 với động cơ máy 1.5 tự động, biển Hà Nội 30A18610, giá bán là 288 triệu. Chiếc xe Hyundai Venue 2008 này với động cơ 1.4 số sàn, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng 15A46457 và giá bán quay là 158 triệu. Trần chỉ trang bị trần da thôi, đăng kiểm đến tháng 7 2023. Lancetti bản SE 2010 với động cơ máy 1.6, biển Hà Nội 29A06625. Form dáng của dòng xe Daewoo Lancetti bản SE này thì nó rất là đẹp, thân vỏ cứng cáp, xe nhập 218 triệu. Và còn bên cạnh cũng vậy, cũng là Lancetti bản SE cùng đời và cùng giá nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe phân khúc hạng C. Cái thời ngày xưa đấy ạ, với cái thời 2022 mà nhà nào mà sử dụng chiếc xe Ford La
Lancer 2002 là một nhà khá là điều kiện đấy. Chiếc này thì thực sự là chủ trong đăng ký đăng kiểm thì là người Hà Nội. Thế nhưng mà chủ thì đi được một thời gian vài năm thôi, là chủ xe họ đã tín cúng vào chùa ở Hà Nam, cho nên là thầy chùa Hà Nam sử dụng con này cũng khá lâu rồi. Đấy, thầy đi thì cũng khá là chật, cho nên là đã trao đổi một chiếc xe Vivante cửa hàng bên em. Thì chiếc xe Forlanger 2002 này là một chiếc xe phân khúc hạng C, và cái giá tiền của nó khá là hợp lý, chỉ có 145 triệu đồng thôi. Xe thì trang bị túi khí an toàn đầy đủ này, đấy, 4 phanh đĩa nhé. Biển Hà Nội, đăng kiểm đến tháng 6 2022 2023 nhé, và giá bán là 145 triệu thôi. Chiếc xe Toyota Vios bản E 2011. Cái mẫu xe này là có chạy qua địch vụ và hiện tại nó đã ra tên tương nhân biển Quảng Ninh rồi, 14A49095. Giá bán con này thì là 248 triệu đồng nhé, 2011 bản E. Với dòng xe này 2011 này đã trang bị vô lăng méo rồi, hai túi khí và cũng là 4 phanh đĩa. Chiếc xe Hyundai Avante 2011, số tự động, động cơ máy 1.6, có trang bị cửa sổ trời, điều hòa tự động, màu trắng và biển 19 là Phú Thọ, 318 triệu thôi. Chiếc xe Daewoo Lachetti bản SE nữa này. Nói tới bản SE thì cửa hàng em đang có 4 con cơ. Đấy, màu bạc này, màu xám lông chuột này, màu xám đá này và một chiếc màu đen. Giá thì cũng đồng đều như nhau là 218 triệu ạ. Vios Limo và đã lân kịch 2012 và động cơ máy 1.5 tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, na đăng đúc cũng như là hệ thống xi nhan trên gương, màn hình cam lôi. Giá bán coi là 212 triệu nhé. Vios E 2015 em đã bán rồi, đang làm thủ tục rút hồ sơ cho khách ạ. Còn bên cạnh là một chiếc xe Vios bản E 2017. Mẫu xe này thì ngày trước là có chạy qua dịch vụ và hiện tại nó đã ra tên tư nhân rồi. Biển Hà Nội 30E77179. Với dòng xe này thì 2017 nó cùng form với 2014. Option như là có màn hình cam lùi và có cả cam hành trình. Hệ thống đèn đóm thì cũng đã được ốp chrome rồi, nên nhìn con xe nó cũng khá là cứng cáp ạ. Biển Hà Nội là bà con cô bác khu vực Hà Nội cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mình có mua con này để về tên Hà Nội thì nó sẽ không phải mất 20 triệu tiền điện nữa. Giá bán là 419 nhé. Chiếc xe Kia Rio số sàn 2016 và đăng ký bằng 2017 với động cơ 1.4 biển Hà Nội, 30E29909, và giá bán của con này là 319 triệu. Đằng sau đây thì hàng loạt những chiếc xe phân khúc hạng A nhỏ nhắn xinh xắn này. Chiếc xe Kia Morning bản tự động 2011 em đã bán rồi, form mới đây là 3 chiếc xe bản hatchback bán rồi, Kia Morning này. Đấy, em gan. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe i10 cũng mới về cửa hàng bên em thôi. i10 sản xuất 2014. Form mới với động cơ 1.0 nhé, hay là ngày trước là có chạy qua dịch vụ và hiện tại nó ra tên tư nhân rồi. Giá bán của con này là 192 triệu. i10 2014 nhé, dịch vụ và biển Quảng Ninh. Với dòng xe i10 bản thiếu thì nó sẽ không có đèn gầm, không có na đăng đúc đâu, xi nhan thích cập bỏ rẽ bên sườn. Chiếc xe Daewoo Gentra X 2007 đăng ký bằng 2009 với động cơ 1.2 tự động, biển Sài Gòn 51F07016, và giá bán của con này thì là 169 triệu đồng thôi. Giờ vâng, Kia Morning 2010 bản SLX này. Với dòng xe này thì 2010 lên tự động xích sắc rồi. Đấy, máy eco và điều hòa auto, có cảm biến đằng trước, cảm biến đằng sau, na đăng bông hoa mai khá đẹp, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Giá bán của con này là 220 triệu nhé. Một chiếc xe Kia Morning tiếp, nhưng mà con này số sàn và là một mẫu xe bản thiếu, dịch vụ, tên công ty, màu trắng xịn nguyên bản không đổi màu, biển Hải Phòng, 15A30380.
Mặc dù là xe thì ngày trước là dịch vụ đấy, nhưng mà chủ xe đi cũng khá là giữ gìn đấy. Giá bán của con này là 209 triệu thôi. Đăng kiểm còn 1 năm rưỡi, tháng 6 2024. Đặc biệt là mặt sàn còn con này vẫn còn và keo chỉ zin 100%. Hyundai Grand i10 2017 với động cơ 1.2 số tự động, biển Hà Nội 30H09852. Với chiếc xe này thì 2017 nó lên form rồi, có đèn gầm na răng đúc và một chiếc xe i10 bản đủ, giá bán là 358. Chiếc xe Cherax Spark 2010 biển Hà Nội 30A66479. Với dòng xe Spark này thì bà con mua về tập lái trên mưa tránh nắng thì khá là ok. Tầm khoảng 0.8 thì chắc tổng khoảng là 4 lít rưỡi và 5 lít thôi, trên 100 cây, và đăng kiểm đến tháng 7 2023 nhé. Giá bán của con này là 79 triệu đồng, Cherax Spark 2010. Chiếc xe Ford Fiesta 2013 tự động 1.6 biển Hà Nội 30A00899, màu đỏ rất là đẹp này. Với các dòng xe Ford thì thân vỏ nó rất là cứng cáp, và những cái dòng xe này thì xe thì chạy rất là đầm, rất là chắc xe đấy ạ. Nên cái giá thành của con này nó cũng so sánh với dòng xe bản hatchback thì nó cũng khá là giữ giá, 295 triệu và đang giảm giá còn 285. Chiếc xe Kia Morning bản SI 2016 bản đổ biển 35 là Linh Bình, có trang bị giải đèn LED, có cả đèn bi, điều hòa tự động, ghế da nguyên bản, 252 triệu đồng thôi. Tiếp tục là chiếc xe Hyundai Grand i10 2014 này. Xe thì có chạy qua dịch vụ và đã ra tên tư nhân rồi, 205. Còn bên đây là hàng loạt những chiếc xe 7 chỗ cầm cao máy thoáng này. Giờ vâng, chiếc đầu tiên của đây là một chiếc xe 7 chỗ tự động hơn 100 triệu một tí thôi, Mazda Pramacy 2003 tự động 1.8 biển Hà Nội 29A83913 và giá bán của đây là 159 triệu đồng. Chiếc xe của Chevrolet Vivante 7 chỗ thương hiệu Mỹ 2008 tự động 2.0 biển 11. Đấy, giá bán của con này thì là 165 triệu đồng. Tiếp tục đây là một chiếc xe đăng ký 5 chỗ SUV gầm cao ạ. Mẫu xe Hyundai Tucson 2010 form mới, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15A17333. Và giá bán của con này thì là 434 triệu đồng nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe bán tải Ford Ranger 2009 với động cơ 2.5 tự động biển 98 là Bắc Giang, 98C13195. Giá bán của con này là 279 triệu đồng thôi. Đấy. Bán tải thì em đang có hai con, một con 2010 và một con 2009 ạ. Toyota Innova bản Z 2008 và đã nâng kịch rồi. La răng đúc, vô lăng 4 chấu, điều hòa 3 dàn, 198 triệu. 7 chỗ thương hiệu Mỹ Vivante 2008, 138 triệu thôi. Chiếc xe mà em đang giảm giá sập sàn thu hồi vốn này, Mercedes CLK 300 2009 với động cơ 3.0 số tự động biển 99 ở Bắc Ninh. Và hiện tại thì mẫu xe này em đang chào bán là 395 nhé. Giá ngày trước là 465 nhé. Innova bản G 2006, xe thì có chạy qua dịch vụ và hiện tại, con này là không dịch vụ nhé, một chiếc xe gia đình sử dụng và giá là 229 ạ. Toyota Innova bản V 2008 với động cơ 2.0 số tự động biển Hải Dương 292. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carrera sản xuất 2016 ạ, với động cơ 2.0 bản đổ biển 88 là Vĩnh Phúc. Giá bán con này thì là 300 triệu đồng. Innova bản G 2011 với động cơ của nó là 2.0 biển Hà Nội 30F03777
và giá bán con này là 279 triệu đồng nhé, bản G2011, dịch vụ của đã ra tên tư nhân rồi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Ford Everest 2008 tự động 2.5 biển Hà Nội 30E92441 và giá bán là 325. Ghế da thì còn mới này, 4 lúc mới tinh, màn hình cam nối cỏ, đăng kiểm dài. Chiếc xe Toyota Innova 2016 rút hồ sơ cầm tay rồi. Và con cô bác mình chỉ được vào tên thôi. Đem công chứng ủy quyền và mình mang hồ sơ công chứng đấy sang huyện Đồng Thủy và ra tỉnh Bướm Biển. Ghế da thì là mua về là cũng rất là cũ, ghế nỉ hô cho nên em đã bọc ghế da mới rồi. Có màn hình cam lùi đầy đủ và giá bán là 398 ạ. Chiếc xe Ford Everest tiếp nữa này, 2008 tự động 2.5 biển Hải Phòng 325 triệu. Innova bản G 2010, mẫu xe này có chạy qua dịch vụ và hiện tại nó đã ra tên tư nhân rồi, giá bán là 275. Một mẫu xe được mệnh danh là vua của bán tải, Ford Ranger 2010 tự động 2.5 biển 30F3807 và giá bán là 324 triệu đồng nhé. Một mẫu xe Kia Morning bản SI mới về cửa hàng bên em, màu kem sữa này đấy, 2016 với động cơ 1.25 số sàn biển Hà Nội 30F237 40, giá bán coi là 262 triệu đồng thôi, bản đủ nhé. Trang bị đèn phanh 3 vạch này, giải đèn LED và có cả đèn bi đầy đủ ạ. Chiếc xe Hyundai Tucson 2009 với động cơ 2.0 tự động, form cũ, biển Hà Nội, xe nhập khẩu 285. Innova 2015 bản Z ạ, với động cơ 2.0 biển 98 là Bắc Giang. Dòng xe Toyota Innova bản Z thì nó sẽ có túi khí, có ABS, khác biệt so với bản E là không có xí kính, không có gạt mưa và na răng của nó là R14 thôi, bản đồ nó sẽ là R15 ạ. Giá thì cực kỳ là rẻ, 348 triệu. Và bên cạnh là một chiếc xe bản đồ bản E 2016 này, đấy ạ. Bà con mình có thể so sánh hai cái giá thành của nó chênh lệch nhau rất là nhiều. 2016 mà giá bán là 409 triệu đồng nhé. Chiếc xe 7 chỗ thương hiệu Nhật Jolie 2003 vẫn là form cũ, nhưng đây là một chiếc xe Jolie bản đồ ạ. Trang bị cả như là lốp treo này, 203 vẫn là đèn vuông, 204 thì nó mới lên form mới, trang bị đèn sách và máy turbo, đây là 204. Nên giá thành con này rất là rẻ luôn, chỉ có 98 triệu đồng thôi, Jolie 2003 nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carian nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn 2010, đăng ký bánh 2011, tự động 1.6, tư nhân một chủ từ đầu, biển Hà Nội 29A29141 và giá bán là 288 triệu đồng ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carian 2010 mới về cửa hàng bên em và giá thành cũng chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi, biển Hải Phòng 15A37042. Innova 2008 bản Z, nhưng mà con này chưa lăng kịch, mới lên na răng đúc vô lăng 4 chấu, điều hòa 1 dàn, không phải điều hòa 3 dàn, nên giá của nó chỉ là 179 triệu đồng thôi ạ. Daewoo Yencha bản Việt 2010, một chủ tư nhân và không dịch vụ 145. Chiếc xe Ford Everest 2008 tự động 2.5 biển Hải Phòng 15A08911 và giá bán của là 338 triệu đồng nhé, 7 chỗ gầm cao. Và cuối cùng là Hyundai i20 2010 tự động 1.4 xe nhập khẩu, có trang bị cửa sổ trời, điều hòa tự động rồi đấy, biển Hải Phòng. Và giá bán của con này thì là 275 triệu, đang giảm giá còn 265. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã đi báo giá cho bà con cô bác xem những cái dòng xe, những mẫu mã đang có mặt ở cửa hàng bên em. Bà con cô bác quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 ạ. Đặc biệt bà con cô bác xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video cũng như là clip tiếp theo ạ.